Rồi xin chào tất cả anh em mình ha. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ ha anh em. Này mấy cái linh sam ghép nè. Đó, buồn buồn lên cho anh em coi ha. Này sam hương. Này mấy cây mà linh sam sắp đế nè anh em. Nuôi tay cành nào có trơn ha. Còn cái ngọn nữa là được rồi. Cây này thì lùng lực lắm. Lùng lắm rồi. Cây này siêu bông. Đây con cây sông hình ha. Sông hình, sông hình lá gí nè, cây này nè. Đây là cái bài ha. Đó, chật rác. Đế rồi thúc mới có phần nữa, trời mưa vô luôn. Mời em ra em làm cái này ha, cho nó đẹp lại ha. Thì tối tối em lên em thanh lý với anh em một cái combo này ha anh em. Vui ha. Đó, giao lưu vui với anh em thôi. Combo này linh sam gieo hạt ghép 86 ha. Cái này ghép 86 rồi nè. Đó. Ghép sống khỏe ha, cây bự to lắm chứ không phải mà hàng thành lý lấy mấy cây nhỏ nhỏ nha. Này giao lưu với anh em đêm bằng đêm á khuya ha cho nó vui ha anh em. Đó cây dài ha, tông cao dài nè, một lô duy nhất thôi ha anh em, chủ yếu giao lưu lấy tương tác với anh em mình thôi cho vui ha. Đó anh em xem kênh á cho em xin một tim hổ, một like và một đăng ký ha anh em, bật cái chuông thông báo lên khi nào có ra cái video mới đó anh em mình cập nhật được cái xem được cái combo nào đó thì ủng hộ em ha. Combo này thì 5 cây 800k bao ship ha anh em. Thì cái giá này thì nói chung là dễ chơi hơn ấy rồi. Em bán lẻ bán cái kia thì 200k cây ha. Này một combo này thôi là 5 cây 800k bao ship ha anh em. Tính ra cây nhiêu ta? Cây hình như 160.000 ha anh em. Cây cây 160.000 bao ship cho anh em luôn ha, một combo duy nhất ha. Này cây thứ nhất nè, to ha chứ không phải hàng nhỏ đâu nè. Cũng quái lắm ha anh em, cây này đánh quăng nhăn xuống thì đẹp luôn đó. Cây này ha, cây này anh em không thích cái cọng rễ này về cắt bỏ cọng rễ này luôn, cắt bỏ cọng rễ lấy cái này đó, tách ra được 2 cây ha, cọng rễ này trồng rồi vẫn được 1 cây luôn ha anh em. Đây một cây, cây này về làm đổ được luôn ha em, bẻ xuống như nè, làm đổ chơi đó đẹp luôn. Cây này làm đổ cũng được nữa nè, cây này anh em về làm đổ cũng được nữa ha, bẻ xuống như nè là thành cây đổ ha anh em. Đó đẹp lắm, anh em vô chậu anh em bẻ xuống làm đổ mới đẹp. Cái này á thì anh em về mình chăm thời gian nó phan hết hay phan sang chậu ha anh em, tại này em mới bỏ phân đó cho nó tốt nè, chuẩn bị làm tàn lên nữa cho nó đẹp ha, giao lưu với anh em ha. Rồi combo này duy nhất ha anh em nào thích thì alo cho em ha. Thì nói chung lấy may mắn buổi tối á, anh em chốt thì chuyển khoản hạt cọc trước giúp em ha. Đó, một combo duy nhất thôi. Đó, hàng thanh lý ha anh em. Thanh lý cho anh em mình chơi. 5 cây 800k. Rồi anh em nào thích thì alo cho em ha.